Cô xin chào tất cả em. Hôm nay chúng ta vào học bài 5 Châu Phi và Mỹ Latinh. Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu là Châu Phi và Mỹ Latinh từ thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ thứ 20. Bài học của chúng ta hôm nay thì gồm có hai phần. Phần thứ nhất các em tìm hiểu về Châu Phi và phần thứ hai các em tìm hiểu về khu vực Mỹ Latinh. Các em tìm hiểu cho cô phần một nhỏ, đó là tìm hiểu về châu Phi, tình hình chung của châu Phi. Vậy trước khi tìm hiểu về châu Phi thì các em có biết thông tin gì về những quốc gia ở châu Phi không các em? À đúng rồi, khi nhắc tới châu Phi thì chúng ta thấy là cái châu lục này. Châu lục này là châu lục rất là giàu tài nguyên, và châu lục này các em thấy là cũng xuất hiện nền văn minh rất là lâu đời. Và một trong cái nền văn minh mà các em đã được tìm hiểu đó là nền văn minh của Ai Cập, thì chúng ta đã học ở trong lịch sử lớp 10. Nhắc tới châu Phi là chúng ta nhắc đây tới đây là châu lục sinh sống của người da đen là chủ yếu. Cũng là châu lục mà có cái hoang mạc rộng lớn ở trên thế giới, đó là hoang mạc Sahara. Trên đây là cô đang chia sẻ với em hình ảnh của các quốc gia ở châu Phi. Và châu Phi thì các em thấy là nó được phân chia về mặt địa lý thì gồm có Bắc Phi và Nam Phi, được phân cách bởi sa mạc lớn nhất thế giới đó là Sahara. Hai khu vực này thì có sự khác nhau hoàn toàn về điều kiện tự nhiên cũng như là về điều kiện kinh tế xã hội. Thì các em nhìn ở cho cô ở cái phần bản đồ màu xám thì các em thể hiện rất là rõ, phần màu xanh đó là phần Bắc Phi và phần màu xám đó là phần Nam Phi. Châu Phi còn có một cái kênh đào nữa, đó là kênh đào Suez. Và khi kênh đào Suez này được hoàn thiện thì các em thấy là chủ nghĩa thực dân đã xâm lược châu Phi ngày càng nhiều, và sự xâm lược này diễn ra mạnh mẽ khi mà các nước tư bản phương Tây đã đưa quân sang thông qua cái kênh bà kênh kênh đào này. Thì trên màn hình chúng ta thấy một cái hình ảnh, đó chính là cái tranh biếm họa về chủ nghĩa thực dân phương Tây đang xâm lược châu Phi, chia cắt châu Phi ra thành nhiều vùng lẫn nhau. Vậy thì các em thử sách giáo khoa ra cho cô, dựa vào thông tin của sách giáo khoa trang 27, hãy cho cô biết châu Phi là thuộc địa của những đế quốc nào? Cảm ơn các em. Thì châu Phi là thuộc địa của rất nhiều đế quốc Âu Mỹ, có thuộc địa của Tây Ban Nha, Ý, Anh, Đức, Pháp, Bồ Đào Nha, vân vân ha. Thì các quốc gia này đã đua nhau xâm sâu xé châu Phi. Và trong số các quốc gia sâu xé châu Phi đó thì Anh và Pháp là chiếm được nhiều thuộc địa nhất ở châu Phi. Anh đã chiếm được các cái vùng ví dụ là Đông Sudan, rồi là Sudan, Kenya, một phần Đông Phi, Gambia, Somali. Như vậy vân vân. Như vậy thì các em thấy Anh đã có thuộc địa của mình ở châu Phi chiếm tới 35% diện tích ở khu vực này. Còn đối với nước Pháp, Pháp cũng là một trong những cái quốc gia nhanh chân chiếm được nhiều thuộc địa ở khu vực châu Phi, ví dụ như là ở Tây Phi, Madagascar, Algeria, Tunisia, Sahara, vân vân. Thì thuộc địa của Pháp ở châu Phi nó cũng đã chiếm tới 30% diện tích ở khu vực này. Vậy đến đầu thế kỷ 20, việc phân chia thuộc địa giữa các nước đế quốc ở châu Phi thì căn bản đã hoàn thành. Và ở châu Phi thì em thấy là
chế độ thực dân đã cai trị hà khắc, cho nên nó đã làm bùng lên cái ngọn lửa đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi. Các em sang phần B nhỏ, tìm hiểu cho cô phong trào đấu tranh, các phong trào đấu tranh tiêu biểu ở khu vực châu Phi. Về các phong trào đấu tranh tiêu biểu ở châu Phi thì các em dựa vào thông tin trong sách giáo khoa trang số 27-28 lập cho cô một kia bảng thống kê sau. Các em sẽ có 3 phút để đọc sách giáo khoa và bắt đầu chúng ta sẽ tìm hiểu về các phong trào đấu tranh này. Sau khi hết thời gian 2 phút thì bây giờ các em nhìn trên màn hình cho cô thì chúng ta sẽ sửa lại các cái mốc thời gian cũng như là các cái sự kiện để xem sự kiện của cô và các em có trùng khớp không nhé. Từ năm 1830 đến năm 1874 thì ở Algeria đã diễn ra cái phong trào do Abdel Kadhafi lãnh đạo chống thực dân Pháp, và kết quả của phong trào này thì nó đã làm cho Pháp mất hàng chục năm thì mới chiếm được Algeria. Mốc thời gian thứ hai từ năm 1879 đến 1882 thì Ahmed Arabi đã lãnh đạo phong trào Ai Cập trẻ để chống lại thực dân Anh xâm lược, và kết quả của nó thì đến năm 1882 thực dân Anh mới lại là dập tắt được phong trào này. Và mốc thời gian thứ ba từ năm 1885 đến 1898 thì Mohamed Ahmed đã lãnh đạo người dân Sudan kháng chiến chống thực dân Anh xâm lược. Và đến năm 1898 thì cuộc khởi nghĩa bị đàn áp. Và mốc thời gian cuối cùng đó chính là năm 1899 thì nhân dân Ethiopia đã kháng chiến chống lại thực dân Italia xâm lược. Và trong cuộc kháng chiến này thì các em thấy là người dân Ethiopia với lại Liberia đã lật đổ được chủ nghĩa thực dân Italia và trở thành cái quốc gia độc lập của cái lục được của cái lục địa đen. Thì đây là cái điểm nổi bật của người dân châu Phi trong các cái phong trào đấu tranh chống lại chủ nghĩa thực dân Âu Mỹ. Và trên này là một số cái phong trào khởi nghĩa tiêu biểu của người dân châu Phi. Vậy thì về nhận xét phong trào thì các em thấy là phong trào diễn ra sôi nổi và thể hiện được cái tinh thần yêu nước của người dân châu Phi. Nhưng mà do cái trình độ tổ chức còn thấp, chênh lệch rất là nhiều về vũ khí, về lực lượng nên là cuộc khởi nghĩa bị đàn áp. Nhưng mà thông qua các cái phong trào này nó đã thể hiện được cái tinh thần yêu nước và nó tạo tiền đề cho các cái phong trào đấu tranh sau này của người dân châu Phi. Bây giờ các em cùng cô sang tìm hiểu về khu vực Mỹ Latin. Mỹ Latin là thuật ngữ để chỉ toàn bộ vùng đất Trung Nam của châu Mỹ và toàn bộ vùng biển Caribe. Như vậy đây cũng là một cái vùng đất khá lớn. Nhắc tới khu vực Mỹ Latin thì ngày nay hẳn các em có biết đây là một trong cái khu vực mà có một cái cánh rừng rất là nổi tiếng, đó là rừng Amazon. Rừng Amazon được mệnh danh là lá phổi của trái đất là bởi vì nó thải ra rất là nhiều khí oxy, và đây là cái khí mà cung cấp cái sự sống cho con người. Nhắc tới lại Mỹ Latin, chúng ta cũng nhắc tới đây là khu vực có nền văn hóa rất là lâu đời các em, như là nền văn hóa Maya, nền văn hóa Inca hay là văn hóa Aztec. Và cư dân của các nền văn hóa này đó là người Indian. Ngược dòng lịch sử một chút thì chúng ta thấy là chúng
Mỹ thông qua sự kiện Colombo tìm ra châu Mỹ. Và sau khi Colombo tìm ra châu Mỹ thì các em thấy là rất nhiều các quốc gia phương Tây đã tìm tới với khu vực này. Và trong đó thì từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 17 thì hai quốc gia Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã lần lượt tới với khu vực Mỹ Latin và đã chiếm cái khu vực này trở thành thuộc địa của mình. Chủ nghĩa thực dân đã thiết lập ở đây chế độ thống trị rất là phản động, gây ra nhiều cái tội ác tàn khốc. Vì vậy mà em thấy là cuộc đấu tranh giải phóng của nhân dân Mỹ Latin đã diễn ra quyết liệt ở nhiều nước và họ đã giành được độc lập ngay từ đầu thế kỷ thứ 19. Phong trào đấu tranh tiêu biểu của người dân Mỹ Latin thì ở đây các em tìm hiểu cho cô. Các em cùng cô sẽ lập một cái bảng thống kê sau. Các em sẽ có 5 phút để đọc sách giáo khoa và hoàn thành bảng thống kê theo như là cái mẫu ở trên màn hình cho cô. Sau 5 phút đã kết thúc thì các em cùng cô sửa cái bảng thống kê sau ha. Từ năm 1791 thì quốc gia, đó là quốc gia Haiti, đã đứng lên khởi nghĩa và đây là quốc gia đã cho ra đời nền Cộng hòa, nước Cộng hòa da đen đầu tiên của người da đen. Năm 1816, quốc gia đó chính là Argentina, thì phong trào đấu tranh của người dân Argentina cũng đã đưa tới đó là sự thành lập quốc gia độc lập. Năm 1821 thì ở Mexico và Peru thì hai quốc gia này cũng có cái phong trào đấu tranh rất là mạnh mẽ. Chính vì vậy mà năm 1821 thì nó cũng đã ra đời quốc gia độc lập. Nhưng nói tới phong trào đấu tranh của người dân ở khu vực Mỹ Latin, chúng ta không thể không nhắc tới cuộc khởi nghĩa của nhân dân ở quốc đảo Haiti. Năm 1791, các em cùng với cô sẽ có những cái hình ảnh để chúng ta nhìn rõ hơn cuộc khởi nghĩa của nhân dân Haiti. Năm 1791, ở Haiti đã bùng nổ cuộc đấu tranh lớn của người da đen dưới sự lãnh đạo của Toussaint Louverture. Đến sang năm 1804 thì cuộc đấu tranh đã giành được thắng lợi. Haiti đã trở thành nước Cộng hòa da đen đầu tiên ở Mỹ Latin. Tuy nhiên, nền độc lập của Haiti xác lập chưa được bao lâu thì quân Pháp đã trở lại đàn áp cuộc khởi nghĩa và bắt giữ Louverture, phục hồi nền thống trị ở đất nước này. Mặc dù phong trào thất bại, cuộc khởi nghĩa ở Haiti đã có tiếng vang rất là lớn ở khu vực Mỹ Latin. Nó đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở đây. Và nối tiếp Haiti thì nhiều cuộc đấu tranh giành độc lập khác đã bùng nổ ở đây. Trong 20 năm đầu thế kỷ 20, thì phong trào đấu tranh giành độc lập đã diễn ra vô cùng sôi nổi và quyết liệt. Hàng loạt các quốc gia độc lập trong khu vực Mỹ Latin đã lần lượt ra đời. Nhưng mà bên cạnh đó thì các em thấy là chỉ còn vài một cái vùng đất nhỏ chưa giành được độc lập như là Guyana hay là Cuba vân vân thì vẫn đang còn trong cái tình trạng thuộc địa. Thì đây là thắng lợi to lớn của nhân dân Mỹ Latin trong cuộc đấu tranh chống lại chủ nghĩa thực dân ở châu Âu. Vậy sau khi giành được độc lập, khu vực mà Mỹ Latin có cái đặc điểm nổi bật gì? Sau khi giành được độc lập thì Mỹ Latin có những cái bước tiến bộ về kinh tế xã hội. Tuy nhiên, nhân dân ở khu vực Mỹ Latin còn phải tiếp tục đấu tranh chống lại chính sách bành trướng của Mỹ đối với khu vực này. Đó là năm 1823, Mỹ đã muốn độc chiếm cái khu vực lãnh thổ giàu có này, cho nên Mỹ đã đưa ra cái học thuyết Monroe, châu Mỹ là của người châu Mỹ. Và đến năm 1889 thì Mỹ đã thành lập cái tổ chức Liên minh Dân tộc các nước Cộng hòa châu Mỹ, gọi tắt đó là Liên Mỹ.
Dưới sự chỉ huy của chính quyền Washington thì năm 1898, Mỹ đã gây chiến với Tây Ban Nha, sau đó chiếm Philippines, Cuba, vân vân. Và từ đầu thế kỷ 20, Mỹ đã áp dụng chính sách cái gậy lớn và ngoại giao đồng đô la để chiếm các cái vùng như là Panama, Dominicana, vân vân. Và hai lần Mỹ đã đem ra quân để đánh vào Mexico dưới danh nghĩa là đoàn kết các nước ở khu vực châu Mỹ. Như vậy, chính quyền Washington đã khống chế biến khu vực Mỹ Latin trở thành sân sau của đế quốc Mỹ. Và sau đó thì các em thấy là người dân ở khu vực Mỹ Latin này đã phải vùng lên để đấu tranh chống lại Mỹ vào đầu thế kỷ thứ 20. Vậy toàn bộ nội dung của bài các em để yêu cô về phần của châu Phi, các em nắm được cho cô các ý sau. Đó là phong trào đấu tranh của châu Phi diễn ra vô cùng quyết liệt và các phong trào gần như là nó thất bại. Đối với khu vực châu Mỹ Latin thì nó có một điểm khác hơn, đó là các quốc gia này gần như đã tuyên bố được độc lập vào đầu thế kỷ thứ 19, và sau đó thì họ đã phải đứng lên đấu tranh để chống lại nước Mỹ. Vậy toàn bộ nội dung bài của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Cô xin chân thành cảm ơn các em đã lắng nghe. Tạm biệt các em.